sau đây. Kính mời quý vị theo dõi phần 2 là phần live demo. Sau khi kết thúc phần thứ 2, quý vị sẽ biết rõ cách thức cho các cháu học các bài tập đọc trên tiếng Việt sử Việt, cách thực hành những bài tập đọc đó. Rồi, bây giờ Ngọc Diệp sẽ xin phép làm một live demo cho quý vị xem thử. Thì khi lên YouTube, trước tiên là quý vị nên đánh tiếng Việt sử Việt quốc văn giáo khoa thư vào trong cái hộp tìm kiếm của YouTube. Ngọc Diệp đánh vào rồi ha. Thì Ngọc Diệp bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ YouTube sẽ kiếm ra channel tiếng Việt sử Việt. Đây là những bài đọc của channel. Bây giờ Ngọc Diệp vô thử một bài. Rồi từ đó, bài số 27. Từ đó sẽ vô tiếng Việt sử Việt. Là bấm vô cái tên, ấn chuột vô tên tiếng Việt sử Việt thì sẽ hiện ra channel. Đây là những bài tập đọc mà Ngọc Diệp đã đề cập tới. Có 3 độ tuổi hết thảy. Thứ nhất là lứa tuổi đồng ấu tương đương với lớp 1, màu xanh lam. Độ tuổi thứ nhất thì từ bài 1 cho tới bài 30, tuổi lớp 1, độ tuổi lớp 1 là màu xanh lam ha. Độ tuổi thứ hai thưa quý vị là từ bài 31 cho tới bài 80 là độ tuổi lớp 2 có màu hồng. Độ tuổi thứ ba là tuổi sơ đẳng có màu vàng, tương đương với lớp 3. Đây là một cuốn sách mẫu của hồi xưa. Tuổi lớp 1, tuổi đồng ấu, tuổi dự bị lớp 2 và độ tuổi lớp 3 màu vàng. Ngọc Diệp dựa trên cái bìa sách cũ của hồi xưa mà phát triển thành ý tưởng là làm YouTube cover theo những cái độ tuổi đó của màu của sách luôn. Rồi bây giờ Ngọc Diệp sẽ vô thử một bài tập đọc của tuổi đồng ấu là tuổi lớp 1. Bài số 5, khuyến học. Đây là bài ca dao hay folk song. Hỡi các cậu bé con, đang lúc tuổi còn non, các cậu phải chăm học, có học mới nên khôn. Thì cấu trúc của một bài tập đọc là như thế này. Ở trên cùng hết là số bài, rồi tựa đề của bài tập đọc đó. Kế tiếp là phần link dẫn đến ngữ vận trên Quizlet. Link flashcards của ngữ vận có hyperlink ha, có nghĩa là có màu xanh. Khi nào ấn vào thì nó dẫn tới một cái trang khác. Ông Diệp có làm mục lục để thí dụ quý vị cần đi tới chính xác cái mục đó thì có thể ấn vào đây. Cấu trúc của một bài tập đọc là bài tập đọc, xong rồi tới phần giải nghĩa, xong rồi tới phần bài tập, exercise. Trong bài tập thì có học tiếng, vocabulary, rồi có phần đặt câu. Phần đặt câu này, Ngọc Diệp khuyến khích các cháu viết xuống, giống như nãy Ngọc Diệp đã nói. Rồi đây là lời dạy của người xưa, đa số, nhưng lâu lâu cũng có những câu tục ngữ các vị tác giả ghi vào đây. Thì Ngọc Diệp sẽ có dịch ra, tìm ra cái câu tục ngữ tương đương ở trong tiếng Anh để các cháu biết và có thể liên tưởng cũng như áp dụng. Rồi tới phần cuối cùng là phần chú thích. Thì có những bài Ngọc Diệp sau này Ngọc Diệp mới biết ra là nếu mà dịch từng chữ một, chú thích từng chữ một thì có thể là nó sẽ không hay bằng chú thích nguyên một nhóm chữ, là nguyên một phrase ở trong tiếng Anh. Ngọc Diệp dịch ra luôn nguyên một nhóm chữ như thế. Và thí dụ Ngọc Diệp đi vô đây thì có phần chú thích annotation. Chú thích số 1, hỡi các cậu bé con, là hey little boys. Đây là Ngọc Diệp dịch ra nguyên một nhóm chữ hay nguyên một câu, có thể là nguyên câu, nguyên một nhóm chữ thì nó dễ hiểu hơn là dịch từng chú thích từng chữ một. Nhưng mà chỉ có 2 bài Ngọc Diệp làm như thế này thôi. Còn lại thì Ngọc Diệp cũng có những chữ chú thích nhiều hơn một chữ, có nghĩa là 2 hoặc 3 chữ.
một phrase có thể là hai chữ, có thể hai chữ hoặc ba chữ, tùy theo. Rồi bây giờ Ngọc Diệp đi vô một bài tập đọc điển hình của lứa tuổi dự bị là lứa tuổi lớp 2. À, bài 40 với bài 41 là không có trong sách. Sao nhiều lần tái bản, nhiều lần tái bản ở trong nước mà không có anh. Hai bài này. Dân tộc Việt Nam. Bài này không có trong tuyển tập Quốc văn giáo khoa thư. Nhà xuất bản Văn học. Ấn bản năm 2011. Và nhà xuất bản Trẻ. Ấn bản năm 2015. Rồi, đó là bài 40. Đây là bài 41. Là nội thuộc nước Tàu. Một dịp đưa vô đây luôn. Các cháu nên biết. Thế hệ sau này nên biết. Hồi xưa, nước Việt Nam đã nội thuộc nước Tàu như thế nào? Rồi chúng ta đã vùng lên như thế nào? Rồi, đây là một thí dụ điển hình của một bài lịch sử. Bài số 49. Hay là để qua bài. Bài 14. Dạ. Bài đọc số 74. Chuyện gươm thần của vua Lê Lợi. Tục truyền rằng lưỡi kiếm của ngài Lê Lợi có khắc dòng chữ Thuần Thiên do Long Quân cho mượn. Rồi. Thì đây là cái phần description của YouTube, là phần mô tả về video. Thì cấu trúc của một mô tả thường là đầu tiên là số bài, Ngọc Diệp có đánh số bài, xong rồi cái tựa đề, xong rồi tới tựa đề của bài. Rồi phần kế tiếp là phần liên dẫn đến ngữ vận trên Quizlet. Rồi kế tiếp là time card, là mục lục của bài tập đọc, số bài, rồi tới phần giải nghĩa, explanation, rồi phần bài tập, exercise, kế đó là phần chú thích. Sau cùng hết của một bài sử thường là có chi tiết bổ túc, là tùy ý. Phần này Ngọc Diệp thêm vào, không có trong bài tập đọc gốc. Bây giờ Ngọc Diệp bấm vô thử cho quý vị xem. Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi sinh năm 1385, mất năm 1433, là vị vua có công đánh đổi quân Minh xâm lược, sáng lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Rồi. Bây giờ Ngọc Diệp bấm vào phần tiếng Anh. Liền sau đó ở cuối bài. King Lê Thái Tổ Lê Lợi 1385 to 1433 was the king who deserved credit for expelling the invading Ming army, founding the later Lê dynasty, the most long-lasting dynasty in the history of Vietnam. Rồi, bây giờ Ngọc Diệp sẽ đi vào một bài cũng là điệu hát ru. Ngọc Diệp sẽ bấm vô bài 55. Rồi cái phần hát sư là phần cuối cùng của bài, cuối cùng hết. Tập phố, chúng ta hãy cùng nghe bài ca dao này dưới dạng điệu hát sư. Let us listen to this folk song as a lullaby. Xuống.
Rồi. Rồi bây giờ Ngọc Diệp sẽ đi vô một thí dụ điển hình cho những bài tập đọc của lứa tuổi sơ đẳng lớp 3. Là những bài làm đầu tiên hết nên chưa có nhiều kinh nghiệm thưa quý vị. Giờ Ngọc Diệp vô bài số 100 là bài Không Tham Của Người. Không tham của người. Ông Nguyễn Đình Thản, người huyện Châu Lộc, tỉnh Nghệ An, tính rất thuần hậu. Không bao giờ tham lam mà lấy của ai một tí gì. Bài này Ngọc Diệp có giữ lại cái hình là như nãy Ngọc Diệp nói là hồi xưa người ta in hình với kỹ thuật khắc gỗ. Thầy Ngọc Diệp giữ lại những cái hình này để cho các cháu biết. Và cũng như một hoài niệm về những thế hệ trước. Rồi những cái bài sau cùng này có số lớn hơn đó. Thì Ngọc Diệp, vì lúc đó chưa có cách làm, có khoa học, chưa có phương pháp hẳn hoi. Rồi sau này Ngọc Diệp quay lại, chú thích dưới dạng phụ lục, addendum, cũng như một cuốn sách vậy. Rồi thì cũng sẽ có link của Quizlet ở trên cùng hết của bài. Khi ấn vô đây, thì sẽ có từng chú thích một. Nếu bấm vô cái thẻ, thì nó sẽ hiện ra nghĩa. Bấm lần thứ nhất, lần thứ hai nó sẽ hiện ra nghĩa. Rồi bấm mũi tên đi tới, thì sẽ qua cái chữ kế tiếp, ngữ vựng kế tiếp. Và nếu mà quý vị nào chưa có ghi danh trên Quizlet á, thì cũng dễ thôi. Là Quizlet sẽ hỏi, nếu quý vị muốn ghi danh bằng Facebook, bằng ID của Facebook hay là của Apple, thì tùy với quý vị chọn, thì nó sẽ dẫn quý vị, nó sẽ cho quý vị ghi danh và truy cập vào Quizlet được. Có hai bài mà không có sách trong nước, không có in, là bài Dân tộc Việt Nam với lại bài Nội thuộc nước Tàu. Ngọc Diệp có ở đây, nhưng mà không có phần bài tập. Có một bài ngày giờ. Ở giờ Ngọc Diệp thấy cái tờ lịch là 1925, thưa quý vị. Gần một thế kỷ, gần đúng một thế kỷ. Ngọc Diệp thế kỷ là bài này các cháu nên biết là tại vì ngày tháng, ngày giờ trong ngày, ngày trong tuần, rồi tháng, năm, rồi đến mùa, thì các cháu nên biết. Cách thực hành. Trên đây là những bước để học những bài tập đọc, còn hành thì sao? Nhân đây Ngọc Diệp xin chia sẻ với quý phụ huynh một nguyên lý này. Sau bao nhiêu năm tìm hiểu cách dạy con từ nhiều nguồn khác nhau, từ Tây Phương qua Đông Phương, Ngọc Diệp biết có rất nhiều bậc phụ huynh cũng tìm hiểu và có nhiều cách dạy con hay. Nhưng nếu quý vị nào không có cách thì hãy thử cách này. Là bậc cha mẹ, chắc hẳn quý vị đã bao lần tự hỏi làm sao để dạy con tôi trở thành vừa ngoan, vừa giỏi, vừa có tài, có đức. Đây quả là một câu hỏi khó, nếu không muốn nói là rất khó, phải không thưa quý vị? Làm cho bậc cha mẹ chúng ta rất nản chí. Nhưng nếu chúng ta chia nhỏ nhiệm vụ này ra, nghĩa là cứ nghĩ là làm cha làm mẹ chỉ đơn giản là giúp cho con cái hình thành và củng cố thói quen tốt, thì việc làm cha mẹ trở thành rất dễ thực hiện. Tại sao Ngọc Diệp nói vậy? Vì thói quen sẽ tạo nên hành vi, và hành vi sẽ dẫn tạo ra tính cách con người. Các cháu cũng nên biết là càng có nhiều thói quen tốt thì càng tốt hơn cho một con người. Rồi chúng ta nên khuyến khích các cháu cũng tự tập cho mình những thói quen tốt. Người càng có nhiều thói quen tốt sẽ có thể trở thành người tốt. Vì có một tác giả đã nói, kiểm soát thói quen thì cũng có thể kiểm soát được cuộc đời. Ngọc Diệp sẽ đưa ra hai thí dụ cụ thể. Thí dụ thứ nhất
Qua bài ăn uống có lễ phép, chúng ta có thể tập cho các cháu thói quen ăn phải mời. Khi ăn xong, sẽ tập nói con xin phép khi xuống. Mỗi bữa ăn, mỗi ngày, 2-3 bữa ăn như vậy, dần dà sẽ trở thành thói quen tự động. Rồi nhiều thói quen tốt khác từ những bài đọc khác sẽ hình thành nên hành vi tốt của các cháu. Nhiều hành vi tốt sẽ tạo nên con người có tính cách tốt. Vậy thôi. Hay là bài đi thư về trình cũng vậy. Cùng với môi trường sống xung quanh, con đường đến việc nuôi dạy một đứa con giỏi và ngoan, có tài, có đức sẽ gần hơn. Phải không thưa quý vị? Quý vị thử cách này xem sao nha. Xin đưa ra gợi ý cách học. Chúng ta không nên theo những bài tập đọc một cách rập khuôn. Có nghĩa là ở hai thời điểm và hai xã hội khác nhau, đương nhiên sẽ có những quan điểm khác nhau. Như bài đứa trẻ có lễ phép thì ngày nay ở Việt Nam hay tại hải ngoại, chúng ta dạy các cháu là đề cao cảnh giác với người lạ, stranger. Nhưng bài học rút ra là khi người lớn tới nhà, trẻ con nên chào hỏi lễ phép. Thí dụ thứ hai là bài học trò đối với thầy. Ngày xưa thì người ta dạy là học trò phải nghe lời thầy răm rắp, nhưng thời nay phải biết dung hòa giữa việc nghe lời cùng với biết tranh luận, critical thinking, là tư duy phản biện khi cần thiết. Ý Ngọc Diệp muốn nói thưa quý vị là mỗi bài học, mỗi bài tập đọc đều có cái hay mà Ngọc Diệp thấy phụ huynh nên khuyên các cháu lượm lặt cái hay ra, rồi uyển chuyển uốn nắn các cháu dựa trên những cái hay đó. Và đây, một ít tinh hoa Việt, một di sản văn hóa của mấy đời trước, xin truyền lại cho những đời sau. Nhưng Ngọc Diệp ước mong phụ huynh hướng dẫn thêm cho con em mình để chúng ta có được những trẻ em Việt Nam ưu tú hơn nữa, những công dân tốt, có tài lẫn có đức cho xã hội. Xem như đây là tấc lòng của một người yêu tiếng Việt, yêu quê hương đất Việt, không trực tiếp học qua, nhưng được hai thế hệ người Việt được học qua quốc văn giáo khoa thư nuôi dạy và làm hoàn toàn vì thế hệ trong nước lẫn ngoài nước. Thế nên, Ngọc Diệp ước mong là sẽ được đón nhận với một tấm lòng cởi mở hay thoáng hơn. Không cần biết những con dân Việt đang ở đâu, hãy để con em chúng ta trở về với những giá trị truyền thống làm người Việt Nam. Hãy khơi mở lòng yêu nước, yêu dân tộc ngàn đời nay, tiếp nối bao lớp người của những thế hệ cha ông đi trước. Với những con em tại hải ngoại, cô Ngọc Diệp biết sẽ có rất nhiều cháu giỏi giang, làm đẹp mặt người Việt khắp nơi. Nhưng ước mong của cô Ngọc Diệp là các cháu không bao giờ quên cội nguồn Việt Nam và sẽ nói được tiếng Việt với những trẻ em trong nước. Với sự dưỡng dục thêm của gia đình, cô Ngọc Diệp ước mong là sẽ có nhiều trẻ em sống tử tế hơn với mọi người chung quanh, trong yêu thương đùm bọc, biết phân biệt và thực hành lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu giống nòi Việt Nam thật sự, bên trên tất cả mọi tình yêu khác. Không biết quý phụ huynh thì sao, chứ đây là bộ sách cối đầu cho ba đứa con của Ngọc Diệp, phàm đã là người Việt Nam. Lời cuối, quý vị đừng quên subscribe cho Ước Mơ Việt lẫn Tiếng Việt Sử Việt để nhận được thông báo cho những video mới. Vậy thôi thưa quý vị, cũng khá đơn giản phải không thưa quý vị? Nếu trong lúc sử dụng có câu hỏi gì thì Ngọc Diệp sẽ cho email tiengvietsuviet@gmail.com. Nếu quý vị có câu hỏi, có thắc mắc gì thì cứ liên lạc với Ngọc Diệp. Ngọc Diệp sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý vị. Ngọc Diệp xin cảm ơn tất cả quý vị và xin trân trọng kính chào.